giặt lồng này nhiều máy cắt lắm nha các bạn. Xa xa mấy chiếc nhỏ không à, nó cắt ở phía sau chiếc này 5-6 chiếc vậy. Bên đây cũng 4-5 chiếc nè các bạn, 3-3 luôn. Rồi tiếp tục về quê mình xem bà con nông dân miền Tây mình thu hoạch lúa vụ hè thu nha các bạn. Vụ này hổng gài bị mắc mưa quá nhiều nên nước trên ruộng giờ nó ngập quá trời ngập rồi các bạn ơi. Nói chung là hôm nay mình sẽ quay ở trên máy cụ lúa, rồi sau đó mình sẽ quay trên máy cắt lúa luôn cho mấy bạn xem nha. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm trên máy cắt lúa nhiều cho mấy bạn coi thử cảm giác trên máy cắt lúa nó như thế nào nha các bạn. Rồi bây giờ là tranh thủ mấy anh em đang săn lúa à, mình sẽ bay qua máy cắt để mà mình quay cho mấy bạn xem nha. Rồi máy cắt nó đang cập lại nè, mấy anh em qua tranh thủ nước rồi sau đó qua bên bờ bên kia cắt luôn đó các bạn. Mùa này thì bà con quê mình thường là trồng OE18 với 5451 nha. Ở vùng này thì đa số trồng OE18, rồi máy vô đây cắt thì thường thường là 105 không các bạn. Rồi bây giờ là mình qua bên máy 105 mình ngồi mình quay nè các bạn ơi. Chuẩn bị cắt này nha. Đây anh em đang sẵn bao qua. Rồi chuẩn bị cắt tiếp luôn. Phía sau đang xả bồn hả các bạn. Xả xong rồi. Rồi đây là khu ruộng mà bữa nay mấy anh em mình cắt nè các bạn ơi.
quá trời nước rồi coi. Rồi, đi luôn các bạn anh. Kia chiếc cầu 99 xuống Hà. Chiếc đó chuyển động. Vì video quá dài nên mình sẽ khép lại video này tại đây nha các bạn. Chút xíu nữa mình đợi nó xuống, mình sẽ qua bên kia, mình sẽ quay cho mấy bạn xem về một số máy của anh em mình cắt bên bờ bên kia nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha.